Hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Bây giờ đây, hôm nay chúng ta sẽ gọi là mình đã làm mod Seaford. Mình quên mất một điều cực kỳ là quan trọng, là con cung thủ thành này mình có thể chơi được. Quên mất thơ sao. Hôm nay chúng ta sẽ làm về cung thủ thành nhé các bạn. Đây là cung thủ thành chúng ta. Một chiếc hợp binh đoàn cung thủ thành cho anh em xem. Ok, tiến hóa cung thủ thành. Mình sẽ dắt đội quân cung thủ thành chúng ta lên xâm chiếm kẻ địch. Việc đầu tiên là phải bắn cái bọn này ra mã đã. Nhọn. Mưa tên đạn thần quang. Nhọn. Ui bọn này nó cũng khiên đi nha bạn. Từ từ để mình vượt qua được bọn này đã. Đây là những con cung thủ thành. Nếu bạn nào không biết thì những con đội cái mũ này đều là cung thủ thành hết, anh em hiểu không? Anh em có hiểu không? Thôi nhưng mà đợt này khó quá. Thôi mình xin lấy thú cưng của thần chết ra cho bọn này bạn. Đây, điều kiện. Rồi, bọn đi nhớn mày. Vượt qua bọn này nhưng mà bọn này nó khó quá. Thôi. Hey, one shot, one kill. Ôi, đập cực gắt, quá ghê gớm. À, ông già nghèo khổ anh em ơi, mình vẫn rất là bực. Ông già nghèo khổ, ông giã có trồng phát. Ok, không bực cả. Thôi bỏ qua đi anh em ơi. Rồi xem nào. Ây da, bọn này tượng ấy à. Úi giời. Mình phải... Ok. What? Không. Kịp. Ây. Sư. May quá, không hiểu anh em ơi. Mình vượt qua được bàn này. Là lính tiến công tệ nào mà càng má ghê mình cùng ý chí xin tôn đen xảy bu u u u u u u là trời. Ôi cái gì kia vàng vàng. Mình tưởng cái mỏ vàng khổng lồ anh em ạ. Không sao, những lấy làm tiểu qua loa linh tinh không thể nào mà cản bước được ma game mình. Ok, một đập này. Oh no, mình đập mình có một đập ấy. What is that? What is it? Một đập nữa thôi. Liệu có kịp không? Shit, ok. No. Sao cái bản này nó khó vậy anh em ơi? Hãy giúp mình nào. Các bạn nhớ like, share, subscribe giúp mình nha. Bản này nó mắc khó vậy. Wow, mình không vượt qua luôn anh em ạ. Bản này nó khỏe quá. Ui dồi ôi. Mình phải chơi 500 anh em ra mới có thể xử lý được anh em ơi. Chắc là phải thế rồi. 500 anh em của mình nó xuyên rồi. Tất nhiên là con kia hơi non. Để đầu tiên của mình là mình sẽ lách luật. Mình chơi bách đô anh em ạ. Giờ an toàn là trên hết. Đấy, hiểu không? Phải chơi bách đô ạ. Ở đây thấy chưa? Ấy à. Được rồi. Nói như thế rồi. Giờ chơi nha. Đây. Đây chính là con cung thủ thành chúng ta. Đây là cấp đầu tiên. Ok chưa? Đây là chính là cấp đầu tiên. Chúng ta cùng nói về cấp đầu tiên cung thủ thành nào. Thực sự là cấp đầu tiên cung thủ thành nhìn rất là ria rách. Đấy, đội một cái mũ trắng trên đầu ấy. Khăn ta. Không sao anh em ơi, thôi sao nào. Làm con, ui giời ơi. Không có đủ level, ấy mình sẽ lui cho anh em xem nhá. Cái bọn cung thủ thành thực sự trong cái này này. Cung thủ thành thực sự trong cái này nó dùng cái này cơ anh em ạ. Dùng cái bao quần đấy cơ. Không sao, cho bọn cung thủ thành phá keo à. Ok, nhận, sợ chưa. Đang quá là to đi anh em ạ. Đây là cung thủ thành level 1. Để mình cùng test xem là cung thủ thành level 1 thì đam là như thế nào nha. Ok nha. Làm tiêu. Bắn vào tượng nào. Bắn vào người là 27. Không, bắn vào tượng cơ. Bắn vào tượng là 48. Bắn vào con cầm kiếm đang đỡ nhá. Bắn con cầm kiếm là... Bắn vào con cầm kiếm đang đỡ. À không, không đỡ. Không đỡ vào đầu 92 rồi. Không sao. Ok, nói chung thì... bắn vào tượng là 48 được rồi. Thế nào, anh được. Bây giờ mình đi so sánh rồi nhưng mà thôi được rồi, đấy là mình vui tí thôi. Thế nào mà mình đã lên, mình sẽ xin mạnh đây lên đầu gọi là đây gọi là mình cũng chả biết gọi là gì nữa anh em ạ, gọi là đầu gỗ đi đấy, đầu cây anh em ạ, đầu thân cây. Giờ người ta phải sáng tác cái đầu thân cây rồi với đỡ dưỡng quân vừa đi anh em ạ. Ok, mình test tí đàn cái đấy. À mình nhờ nào mày. Nhờn sớ luôn em chưa, sức mạnh rất là vừa đủ nhá, đều có thể sớ được con khổng lồ nhờ. Lao mày. Sư. Ok được rồi, đấy là 47 vào con kiếm sĩ đỡ đoàn. Đấy, nó gương kiếm đỡ đoàn. Tượng có 48 đúng không? Ờ, vẫn là 48. Game này nó bịp mình à, mình có tăng sức mạnh đâu. Vẫn là 48. Bịp rồi, game lừa rồi anh em ạ.
Lớn như này rồi game nó còn lừa được mình, chịu rồi. Chết 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 chết. Mấy chú dám lừa anh. Đã lúc trả thù anh em ơi. Hey, đội quân cung chúng ta bắn cho nó ra bắn đi. Đúng rồi, nhận nhận nhận. Cái này gần như nó không có thử thách trừ cái bàn đấy ra anh em ạ. Ừ. Gần như nó không có thử thách đâu. Ok. Rồi, như vậy là cung thủ thành gỗ cũng cung manh đấy anh em ạ, cũng chỉ là cung manh thôi. Bây giờ mình thử đổi cái này nha, mình thử đổi cái con cung này đi. Rồi sao nó là vàng. Đây. Cái này cũng đổi. Đấy. Gọi là nó đổi chỗ ấy. Không sai em ơi. Thế nào mình sẽ nâng này 1 2. Đầu rồng em ạ. Đây gọi là cung rồng. Chất 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 chất. Ok rồi, để sau đi. 1 2 3 4 5. Skitty kitty kitty. Skitty kitty kitty. Ê, mình thử rút vào anh em nhớ. Anh em nhớ có cung thủ thành không? Ui giời, mình lại tự dưng mình nghĩ là một trò. Đây đây nhớ, nó đang đeo cái bao mang cả giống đúng không? Rồi, mình sẽ chơi sang skin lava. Nào lên phát. Nhọn. Mình tới số bây giờ. Thêm mình em ạ, đây là cung rồng mà. Sao phải dán đúng không? Ok. Rồi, giờ rút thôi. Đấy, vẫn là cung đấy anh em ạ. Nó không thay đổi được, nó không thay đổi được. Mình tưởng nó thay đổi được cơ, thay đổi gì lại được ấy, vui quá. Ok, quá ngay đúng không, nhẹ nhàng vụt quá nơi đây. Sao bọn này nó gà thế nhỉ, tiền thì nhiều mà chả làm được gì. Triệu hồi đúng mấy con kim kèn anh em ạ. Ok, này nhìn cung rồng của anh này, bắn cho loãng xọ ngay, bắn cho hết chọt ngay em nhỉ. Ok, hết chọt được chưa? No, chi này ạ, anh em nắm cho anh em lên hỗ trợ nào. Nhọn. Không có đủ level để nói chuyện với Trí. Ok, nhọn láo mày. Láo tao mày. Nhọn ngay. Nó ngay. Chú ăn đồ ngay, không có tuổi nhá. Ok rồi. Rồi con ơi xem nào. Rồi, tiếp theo lên trận chiến cuối cùng, cũng là cấp cuối cùng con này. Binh. Sư. Đây là đầu con giáp vàng nha em ạ. Ok, giờ mình sẽ chuyển sang skin đây. Skin vàng đây, đấy nhìn cho nó chất. Cho nó chuẩn giáo vàng anh em ạ. Ok, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 9. Ok, xem nào. Vì đây là nhân vật chính của video đấy. Thế nên là chúng ta nhất. Ô. Nằm cho anh em lên bắn luôn đi. Nhọn. Mình xin trời anh em ơi. Hơi. Mày không có tuổi đâu. Khổng lồ chà được một con anh em ơi. Đấm chưa. Đây là binh đoàn cung vàng của chúng ta. Cung vàng, đội mũ vàng. Đấy, trời, hôm nay mình đã làm về sự tiến hóa của cung thủ thành. Đấy, từ một thằng ất ơ nào đó, đội mũ trắng, trở thành chiến binh mạng vàng. Chất lạ quá. Thương cho tấm thân cường đào, từ muốn nhìn những con đùa sáng gang. Hòa loà liền tin công tệ. Lúc có lúc mình định là mình sẽ ấy em ạ. Có lúc trong đầu mình nghĩ là mình sẽ đối với em biết mình định làm gì. Là mình sẽ gọi là gì ạ? Mình sẽ thay cái cung này này. Mình sẽ thay cái cung này bằng hình ảnh của một cái súng. Đó. Bạn nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì hiểu. Sau đó mình sẽ thay cái mũi tên bằng hình viên đạn bắn. Đấy, chuyển năng thời kỳ bắn súng. Boom, the thing cứ boom. Headshot. Hey, may mà trong này không có cung lửa chùa đấy. Cháy chùa là hẹo lên đấy mà, không có đâu. Rồi, vậy là 75 rồi anh em ơi. Mày vào đây. Mày lên đây. Mây mông hút thuốc. Hơ. Ok em nhìn này. Ui. Sao chú yếu thế. Về nhà luyện tập thêm đi nhá. Vẫn còn hơi non. Còn gà lắm. Có các bạn biết cái này chưa? Làm gì biết đâu. Để mình xem nào. Các thành tựu. Đầu tiên là Atroy Levi. Cho giáo Atroy sinh tồn trong 10 đêm. Ấy này, Kyukai, ok, cái này, đây, mình sẽ miêu tả những cái mình từng làm rồi nha anh em. Thành tựu, đây, cái này làm rồi này, chắc chắn cái này làm rồi, vì mình sinh tồn đêm mà, từ sinh tồn đêm. Cái này mình cũng từng làm rồi, vì mình tạo cục đá, chắc chắn là cái này 100% làm rồi, cái này cũng 100%, cái này 100%, cái này 100% làm rồi, cái này cũng 100% làm rồi, cái này làm rồi. Cái này thì mình chưa làm được anh em ạ, đây là cái mình không biết làm kiểu gì. Mình không biết là nó làm kiểu gì anh em ạ, ảo lắm nhá. Đây, cái này làm rồi này. Chưa làm được, cái này làm rồi, cái này làm được rồi, cái này. Unlock Ona và tặng. Cái này chắc chắn là chưa làm được, vì chưa làm được cái này, chưa làm được. Hai cái mình chưa làm được rồi này. Ok. Donut. Update.
trong campaign. Thì cái này mình từng làm rồi anh em ạ, mình từng làm được rồi. Cái lúc mà mình chưa quay, mình không quay cho anh em xem cơ, là mình làm đấy. Mắc dàn, mình có thể mắc dàn, mình chắc chắn làm rồi. Mega Q làm rồi. Tất cả mình từng làm cho quá khứ nha anh em, chứ mình không ấy nhỉ. Cái lần bùi 12 chưa, cái làm rồi, cái này chắc chắn làm rồi. Cái này cũng làm rồi, không thể làm sai được. Cái này làm rồi, cái này làm rồi. Trên này khá là dễ anh em ạ. Ok, gần như trên này mình. Ồ, trên này thì có mình làm hết rồi anh em ạ. Gọi là mình làm hết rồi. Cái này dễ quá. Ông gọi là nó không xứng đáng để đâu mình. Tướng chúa tấm thân. Ồ, giờ mình biết là nó khóa thì mình có thể bấm vào đây. Vuli Shimpai Tokachi Gan. Sao nó không cho mình biết? À, mình sẽ thử bấm vào cái này xem. Yep, game nó tính cả rồi. Nó bảo không quá đâu, khôn như mói. Ok, nó bảo khôn như mói. Rồi, Hachi lần nha. Đây xem nào. Ok nào, lần này mình sẽ dùng skin gì đây? Rồi, mình sẽ dùng skin gọi là phối hợp anh em ạ. Ok, mình sẽ dùng skin băng. Đấy. À chết dạ, mình quên mình chưa nâng. Ok nha. Được chưa? Rồi, mình sẽ test sang nha. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây, 11 con xem mà đủ một hàng chưa anh em. Xem nào. Bọn này không cấm lên. Ok. Fucking set là mau. Fucking set là mau. Ui, thời này khổng lồ con bị slow nhưng mà thôi sao. Mình tới số bây giờ. Thời này bị slow, mình tới số bây giờ này. Vậy là mình là vua đóng băng nhưng mà hơi yếu xa. Nào, vậy là 11 con. À không, 10 con là được một hàng. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Đây, vậy là đủ một hàng chưa? Thế nào? Được chưa? Ok, đủ, vậy là 10 con là một hàng đúng không? Đây, thế này. Cái lần này là 4 con này. Ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy là mình đã được 40 con, từ đây 4 hàng cung vàng. Đấy, mình đã cho kết hợp với cả 2 hàng cung băng. Vâng, để chơi đuổi bất khả chiến bại. Tất nhiên là team bạn. Tại sao mình lại giàu đến thế? Mình tính bạn đánh nghèo vậy hả? Thôi, mình sẽ siêu thoát cho tính bạn. Mình định là combo kết hợp. Ôi, mình cũng muốn xả đâu. Mình là combo kết hợp nhưng mà không có được các em ạ. Ui, nhờn. Định là combo kết hợp nhưng mà không có được. Chẳng qua là anh không muốn thôi. Ok, được rồi. Được rồi, mình sẽ nâng cái này lên mắt anh em ơi. Rồi. Hey, mình chủ đề chính thì vẫn là chủ đề chính thôi. Đấm trời lên 100 đi em ạ. Để xem liệu sức mạnh của cung vàng, đội mũ vàng liệu có mạnh không em ạ. Cung thủ thành mới đúng. Đấy, cung thủ thành mới đúng. Ok. Mình sẽ đưa lên 100 anh em ạ. Tất nhiên là ui, mình sở hữu sức mạnh của con cung băng em ơi. Oh shit. Here we go again. Đâm. Ui, cung thủ thành sức mạnh tối thượng. Sở hữu sức mạnh cung băng không tăng nóng tẹn được luôn em ơi. Tôi thượng sức mạnh. Wow, mạnh quá. Oh no no, rút. Fuck it, dễ là mau. Ok, mình sẽ mở dương nha em. Được rồi, mình thấy mình mạnh quá nhưng mà mình không dám chơi nữa. Con số gì đây? To lắm, 100 gem. To lắm. Wow, skin kiếm xa vậy giờ. Oh shit, he we go again. Ok, để mình lấy một cái làm à. Lấy một cái làm avatar cho mình. Ok, mình hơi chậm nhưng mà ok, để mình luyện tay tí nha. Không được rồi, chọn nhầm. Gọi là mình chọn sai đến với mình rồi. Mình phải làm được nhưng mà. Hey, sỏi ơi, hơi non. Rồi, nhưng mà thôi, chắc clip mình kết thúc bạn. Nếu mà like, mình sẽ ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.